Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Độc chiêu của Ukraine tránh UAV Nga. Việc Nga tăng triển khai máy bay không người lái UAV làm nhiệm vụ trinh sát và tấn công đã khiến gần như mọi chuyển động ở tiền tuyến đều bị theo dõi và có thể bị nhắm mục tiêu trong vài phút. Để tránh mối đe dọa đó, Ukraine nghĩ cách tránh UAV Nga. Các độc chiêu Ukraine tránh UAV Nga là chuyển sang sử dụng nhiều loại phương tiện nhỏ, yên lặng và dễ dàng điều khiển để cung cấp vật tư, sơ tán lính thương vong và đôi khi thậm chí đưa quân vào trận chiến, theo tờ The Wall Street Journal. Những phương tiện đang gây sốt Ukraine sử dụng tránh UAV Nga là xe đạp điện, xe buggy và các loại xe vượt mọi địa hình ATV như mô tô 4 bánh. Những loại xe này sẽ khó bị phát hiện hơn xe bọc thép, giúp các đội quân có cơ hội sống sót cao hơn. Chỉ huy một đơn vị bộ binh của Ukraine có bí danh là Herring khẳng định chắc chắn 100% là chúng hữu ích giúp Ukraine tránh UAV Nga. Anh Herring cũng cho rằng khi được giao nhiệm vụ, không phải bản thân nhiệm vụ đó khó, mà khó ở chỗ UAV lượn liên tục nên không dễ dàng trong việc tác chiến. Vào một đêm gần đây, binh sĩ Vitaly Sablyp của Ukraine đã chở 350kg đạn dược và nước lên loại xe buggy, vốn thường được dùng trong các trang trại. Đến chiến hào tiền tuyến cách đó 24km, chiếc xe buggy dài khoảng 3m, cao 1,5m, các bộ phận được hàn lại với nhau ở Kiev và sử dụng động cơ Volkswagen của Đức. Binh sĩ Sapli nhận xét rằng phương tiện càng nhỏ thì càng hữu ích trong cuộc chiến này. Lữ đoàn của anh Sapli cũng có một chiếc ATV do Trung Quốc sản xuất. Cả hai phương tiện này, gồm chiếc buggy nói trên và chiếc ATV, chủ yếu được sử dụng để di chuyển vật tư và đôi khi cũng chở thương binh. Một trung sĩ có bí danh là Nedok nói khi nhìn anh Sapli điều khiển chiếc ATV vào vị trí rằng bất kỳ ai có bằng lái xe thì đều điều khiển được loại xe này. Trong khi đó, phải mất ít nhất 3 tháng để đào tạo người lái xe chiến đấu bộ binh bọc thép BMP do Liên Xô sản xuất. Đối với những người lính thuộc trung đoàn Azov đang chiến đấu trong rừng Kremlina ở miền đông Ukraine, những phương tiện nhỏ như vậy là rất cần thiết để vận chuyển hàng tiếp tế, giúp Ukraine tránh UAV Nga. Một chỉ huy bộ binh Ukraine có bí danh là Iraq nói rằng đơn vị của anh sống sót nhờ chúng, bởi vì không có phương tiện nào khác có thể đến được trong rừng và những con đường hẹp đó. Đến các phương tiện như xe tải truyền thống cũng phải vật lộn với chiến trường gồ ghề và đầy hố bom. Một bác sĩ ở tiền tuyến tên là Andriy cho biết anh không ngừng nghĩ về cách nhanh nhất để tiếp cận những người bị thương mà không bị trúng đạn của đối phương. Ông Andriy đã xem xét mô tô, xe máy điện, xe đạp điện, nhưng thấy rằng khả năng cơ động của xe đạp điện một bánh vẫn hữu ích nhất trong việc giúp Ukraine tránh UAV Nga. Nó cho phép bạn di chuyển qua bất kỳ chướng ngại vật nào, chẳng hạn như cát hoặc bùn. Ông Andriy nói và cho biết thêm rằng nó cũng có thể tăng tốc lên tới 64 km/h. Các nhà sản xuất cho biết xe đạp điện đôi khi cũng được sử dụng ở tiền tuyến bởi chúng ít bị phát hiện do tạo ra ít nhiệt khiến radar và thiết bị cảm biến không nhận ra. Nhà sản xuất xe đạp điện Ukraine Elix cho biết họ đã giao hơn 100 chiếc xe đạp cho quân đội nước này. Mẫu xe Antom có giá bán lẻ khoảng 4.850 USD mỗi chiếc, có thể di chuyển với tốc độ hơn 64 km/h, với quãng đường di chuyển trong một lần sạc là khoảng 100 km. Ukraine sử dụng nhiều loại xe ATV khác nhau, bao gồm các mẫu xe do nhà sản xuất Polaris của Mỹ, Yamaha của Nhật Bản và nhiều thương hiệu Trung Quốc khác sản xuất. Một số có thể di chuyển với tốc độ hơn 112 km/h. Tuy nhiên, các phương tiện nhỏ gọn này cũng có những hạn chế. Việc di chuyển với tốc độ cao trên những địa hình gập ghềnh khiến chúng không ổn định và việc thiếu lớp giáp bảo vệ khiến người ngồi trên đó dễ gặp nguy hiểm. Binh sĩ Herring cho biết, nếu đối phương khai hỏa ở gần, 9 trong số 10 trường hợp người di chuyển trên những loại phương tiện này sẽ bị dính phải mảnh đạn. Nhân viên y tế của Đại hội Anh, Herring, mới đây đã bị pháo kích của Nga tấn công khi đang đi trên chiếc ATV để đón các đồng đội thương vong. Anh và 4 thành viên khác trong nhóm đã bị trúng mảnh đạn. Binh sĩ Sapli cũng nói rằng các phương tiện này cũng có thể gặp khó khăn trong thời tiết xấu, đặc biệt là bùn lầy vì khoảng cách giữa chúng với mặt đất quá thấp. Dù có một số đơn vị Ukraine mê những loại phương tiện này, vẫn có một số khác vẫn chưa bị thuyết phục bởi chức năng của chúng. Một lữ đoàn tiền tuyến gần đây đã được cấp một số mô tô 4 bánh, nhưng cho biết họ ít sử dụng chúng mà thích những chiếc xe tải rộng rãi hơn để vận chuyển hàng tiếp tế. Bom lượn tấn công mạnh Kharkiv. Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua vẫn ác liệt trên khắp mặt trận, nhất là Kharkiv, Donetsk. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết,
Ukraine và Nga xảy ra 99 cuộc giao tranh trong ngày và điểm nóng vẫn ở tỉnh Kharkiv, Donetsk. Theo hãng thông tấn Ukrfon, ở Kharkiv, Nga tiếp tục tấn công thành phố Vokchan, các khu định cư ở thành phố Kupiansk. Còn ở Donetsk, các điểm nóng giao tranh vẫn là thành phố Liman, Sivert, Kramatorsk, Pokrov, Kurakhov, làng Vremika. Trong diễn biến liên quan, cũng trong ngày 22 tháng 6, người phát ngôn của nhóm lực lượng Khotitsia của Ukraine, ông Naza Voloshin cho biết, một số lực lượng Nga đang rút khỏi các khu vực gần thành phố Vokchan, tỉnh Kharkiv, dường như do kiệt sức. Theo ông Voloshin, việc rút quân này được ghi nhận ở các tâm điểm như làng Lipsy và Tikhe, nơi lực lượng vũ trang Nga hứng nhiều tổn thất. Trong một diễn biến liên quan chiến sự, ngày 22 tháng 6, nhóm du kích thân Ukraine Ates tuyên bố một trong những thành viên của nhóm đột nhập thành công vào một căn cứ không quân của Nga và úp mở về việc đã tiến hành các hoạt động phá hoại tại địa điểm này, theo tờ Kyiv Independent. Trong một bài đăng trên Telegram, nhóm Ates cho biết thành viên nhóm đã thám thính sân bay Baltimore ở tỉnh Voronezh, cách biên giới tỉnh Kharkiv, Ukraine, khoảng 220 km về phía đông bắc và là nơi đóng quân của trung đoàn máy bay ném bom thứ 47 của Nga. Hình ảnh và video kèm theo bài đăng này cho thấy một số máy bay. Ates cho rằng có một máy bay ném bom chiến đấu Su-34, loại máy bay mà Nga thường dùng để phóng tên lửa vào Ukraine. Ates úp mở rằng có những điều bất ngờ đang chờ đợi quân Nga, đồng thời tuyên bố đã truyền thông tin về căn cứ này của Nga cho chính quyền Ukraine. Chúng tôi sẽ sớm thấy kết quả công việc của mình, nhóm Ates viết trên Telegram. Chính quyền Kiev và Moscow hiện chưa bình luận về thông tin này. Nga tấn công thành phố Kharkiv, gần 60 người thương vong. Chính quyền thành phố Kharkiv cho biết, lực lượng Nga tấn công thành phố này vào ngày 22 tháng 6 khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 54 người bị thương, theo Kyiv Independent. Thị trưởng Kharkiv, ông Ihor Terakhov cho biết, quân Nga mở 4 cuộc tấn công nhằm vào một khu dân cư trong thành phố. Ông Terakhov cũng nói rằng Nga đã dùng bom lượn trong các cuộc tấn công này. Văn phòng công tố Kharkiv cho biết, cuộc tấn công được phát động từ tỉnh Belgorod, Nga, trong đó 3 quả bom lượn đánh trúng một doanh nghiệp ở quận Kholodnohisky và một quả khác đánh trúng một tòa nhà dân cư 5 tầng ở quận Osnoviansky. Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky, chỉ trích cuộc tấn công này. Theo ông Zelensky, việc Nga tấn công bằng bom dẫn đường phải được ngăn chặn và có thể ngăn chặn được, đồng thời kêu gọi các đối tác phương Tây có những động thái cứng rắn để giúp Ukraine tiêu diệt lực lượng và máy bay chiến đấu Nga. Cũng trong ngày 22 tháng 6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các nhóm quân của nước này đã giành được những lợi thế trên chiến trường, gây thương vong lớn cho Ukraine, theo hãng thông tấn TASS. Đáng chú ý, nhóm quân trung tâm của Nga đánh bại một số lữ đoàn Ukraine ở các khu định cư tại tỉnh Donetsk, gồm Novgorodskoy, Vozvizhenka, Novopokrovskoy, Novoselovka-Perveya và Torez, cũng như ngăn chặn 7 đợt phản công của Ukraine. Hậu quả là Ukraine mất 425 lính và một số hệ thống pháo. Còn nhóm lực lượng phía Tây cũng chiếm giữ các vị trí thuận lợi hơn, đánh lực lượng Ukraine ở các khu định cư Vavarovka, Novoivanovka thuộc tỉnh Zaporizhia, khu định cư Prechistovka và Netkupnoy thuộc tỉnh Donetsk. Thương vong của Ukraine tới hơn 140 quân nhân và lần đầu tiên một xe chiến đấu bọc thép Senator do Canada sản xuất bị phá hủy. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã mở các cuộc tấn công có độ chính xác cao vào các kho vũ khí của Ukraine, bao gồm những kho chứa UAV và vũ khí phòng không do phương Tây cung cấp, cũng như cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine ở 127 khu vực, theo đài RT. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!